Thưa quý vị, viêm kết mạc hay còn gọi là đau mắt đỏ là bệnh xuất hiện rải rác quanh năm, nhưng có thể bùng phát thành dịch lớn nếu chủ quan không điều trị sớm. Tại Đồng Nai, khoảng 3 tuần gần đây, các cơ sở y tế đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đau mắt đỏ. Đặc biệt, bệnh được ghi nhận tăng rất cao ở trẻ em và đã có trường hợp phải điều trị nội trú vì đau mắt đỏ. Bé gái 9 tuổi này là một trong số rất nhiều bệnh nhi bị đau mắt đỏ tìm đến phòng khám mắt của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Bé được bác sĩ thăm khám, soi mắt và tư vấn phụ huynh cho bé thực hiện rửa mắt để bệnh mau khỏi. Trước đó bé bị đỏ mắt, ra nhiều rỉ ghèn. Đến ngày thứ 3, do mắt sưng đau, người nhà mới đưa trẻ đi khám. Bác sĩ nói là bé nhà mình bị đau mắt đỏ. Cho uống thuốc 5 ngày và 3 ngày sau ra tái khám lại. Nói chung là mắt thì nó cũng nguy hiểm á. Mình nghĩ là không có nên. Nên đưa tới bệnh viện luôn để bác sĩ khám và xem. Rồi bác sĩ sẽ cho thuốc uống. Còn nếu mà đưa ra bệnh viện, đưa ra ngoài nhà thuốc á, thì nhiều khi nhỏ rồi lỡ mà nó không đúng thuốc á, bệnh nó còn nặng hơn nữa. Theo thống kê trung bình, mỗi ngày phòng khám mắt này tiếp nhận khám cho khoảng 80 đến trên 100 bệnh nhi bị đau mắt đỏ do adenovirus. Lượng bệnh tăng nhanh, tăng đột biến gần một tháng nay. Bệnh nhi đến khám với biểu hiện đặc trưng của đau mắt đỏ như đỏ mắt, sưng mắt, chảy rỉ ghèn. Một số trường hợp nặng có giả mạc đóng gây khó mở mắt. Có bé giả mạc đông dày đến mức không thể mở mắt. Nó ngủ dậy cái mắt nó bị nổi ghèn á, bị nóng hay sao, nóng trong người hay sao, nổi ghèn rồi tối ngủ nước nó chảy bít hai con mắt luôn, rồi chở sáng chở cháu đi khám. Những bé này nó ở nhà ngoài, mấy đứa hôm qua có mấy đứa nhỏ bên hàng xóm nó qua nó chơi á, mà không biết có đứa nào bệnh không thì không biết. Sáng lại thì con này nó bị bệnh luôn. Đa số là họ đau ngày đầu họ không có đi khám đâu, họ sẽ là thường là 1-2-3 ngày bắt đầu bé là bị nhiều hơn, thì bắt đầu ba mẹ mới đưa đi tới bệnh viện để khám. Thì lúc đó thường là có những cái đứa bé mà nó bệnh nó nhẹ thì thôi bác sĩ sẽ cho thuốc đi về thôi, cũng không có cái gì nặng nề lắm. Nhưng mà có những cái trường hợp mà là nó đã là tróc cái biểu mô giác mạc rồi là đóng giả mạc rồi thì điều trị nó sẽ khó khăn hơn. Nó sẽ gây ra, khi mà đóng giả mạc rồi thì nó gây ra tình trạng là chảy máu ở trong mắt đó, thì mình phải bóc được cái giả mạc, lớp giả mạc đó thì nó mới hết được cái viêm kết mạc. Đáng ngờ hơn, hiện nay vẫn còn nhiều phụ huynh chủ quan tự mua thuốc điều trị đau mắt đỏ, khiến cho căn bệnh khó có thể tự khỏi này diễn tiến nặng nề hơn, dẫn đến trẻ bị biến chứng lâu dài và thậm chí là giảm thị lực, không phục hồi. Bé đau mắt thì đa số là tự đi mua một lọ thuốc nào đó cũng không có rõ, xong bắt đầu nhỏ vô thì nó sẽ là gây, khi mà đến với bác sĩ mắt thì nó là bệnh nó đã biến chứng, nó nặng nề hơn rồi thì nó khó điều trị hơn là mình đến ngay từ đầu. Mình tự ý mình nhỏ thuốc thì nó gây ra tình trạng là giống như là tróc biểu mô giác mạc nè, thậm chí là viêm loét giác mạc do biến chứng của thuốc. Có những cái trường hợp nó nặng hơn, nó có thể là loét giác mạc và nó gây sẹo giác mạc, gây ra mờ, giảm thị lực về lâu về dài, là nó sẽ ra gây ra giảm thị lực lâu dài do sẹo giác mạc. Đau mắt đỏ ở trẻ em khó điều trị hơn ở người lớn vì trẻ chưa ý thức trong việc chăm sóc mắt và vệ sinh mắt để tránh bội nhiễm. Dạ, như chúng ta cũng đã thấy là chỉ đầu giờ sáng thôi, phòng khám mắt của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã tiếp nhận cho hàng chục bệnh nhi khám các cái bệnh về mắt, trong đó chủ yếu vẫn là bệnh đau mắt đỏ. Thời điểm này khi năm học mới đã bắt đầu thì quý phụ huynh nên lưu ý các cái bệnh về mắt của bé, đặc biệt là bệnh đau mắt đỏ, để có thể đưa bé đến các cơ sở y tế điều trị kịp thời, tránh gây ra các biến chứng nặng hơn về mắt cho bé cũng như là tránh lây lan cho cộng đồng.